Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Sớm giờ anh em cũng ngủ đừng dắt nha các bạn. Giờ chiều rồi. Giờ này mới có như 4 giờ các bạn. Mà tại trời chuyển mưa á, thấy nó ui ui nè. Bây giờ mấy anh em tranh thủ đi cắm câu nha các bạn. Nước cũng chừng lớn rồi. Hôm nay mấy anh em cắm câu tầm sớm sớm rồi, có cá làm xương xương. Tối hôm qua thấy gì mà lây quay nói thăm sớm thăm sớm cũng tới 11 giờ mấy anh em mới dọn ra nhậu à. Đây, nhái này tối mấy anh em nó bắt được mấy chục con. Đoạn này chắc mình cắm được khoảng chừng 30-40 cần gì rồi đây này. Cái đó à. Tao lấy đi rồi tới đâu mình cắm hết được. Giờ hai anh em chuẩn bị đi cắm câu nha các bạn. Cắm bờ bên sông đi ha. Cắm bờ bên sông trước đi. Còn dư nhái mình cắm bờ bên đây. Mong là hôm nay mấy anh em cắm câu có thành quả để tối có cái lóc nướng nha các bạn. Hôm qua tối hôm qua thì cắm câu ếch được có mấy con ếch à, hơi bị thất thu. Có 5 ếch, sáng lại được 5 con, có 10 con ếch. Buồn ghê. Phải cá lóc được gì cũng đỡ hả? Được cá lóc gì là ngon luôn. Rồi hai anh em mới qua xong nha các bạn. Giờ đi cặp theo đường lộ nè, mé lục bình. Anh em cắm dưới này. Có cái đoạn này lục bình nhiều các bạn. Xích trong đây, nước lớn. Ngoài quá lục bình nó đưa vô. Xuống ngày càng ảo kiến. Hôm qua vịt nó mới ăn ầm ầm ở đây. Bữa nay chục cái lắng lứt ha bạn. Bởi vì làm ruộng ở đây xứ mình là đất đâu có thở nổi đâu. Mới có mà ngập ngập cái trắng đầu xuống nữa rồi. Mới bông dịch thả hôm qua cho ăn, bữa nay lùa qua đồng khác cái bữa nay người ta xới rồi. Hôm qua mình đi đó là lúa đang cắt các bạn, nó cắt trên đó người ta đốt đồng rồi, miếng này thì cắt trước một bữa hai bữa gì đó. Giờ xả nước vô cho dịch ăn xong cái rồi dịch ăn một ngày hai ngày cái xả nước ra là đưa mấy chục vô chục liền. Rồi, Phương cũng xin tắt máy nha các bạn. Để móc mồi cho đang cắm cho nó mau nha các bạn. Rồi, mấy anh em mới đi cắm câu về xong nha các bạn. Giờ bơi xuồng quanh đây. Về chạy. Giờ mình đảo một vòng kiếm cái bắp chuối nha các bạn. Đảo dài lại này kiếm cái bắp chuối để tối mấy anh em có cá nướng có bắp chuối làm xương xương rồi. Chiều cái chuyển mưa rồi mới đi quá duyên được hai cái bắp chuối với nải chuối xanh nha các bạn. Đó, về lột ra luộc ngồi buồn chấm đường ăn lai rai chờ tới tối đặng hai anh em đi thăm câu như đó cũng no bụng rồi ha. Rồi mưa lâm râm luôn. Trời mưa mà nồi chuối luộc của mình cũng chín rồi nha các bạn. Quá ngon luôn. Này ăn với đường luôn. Chấm gì vậy? Mưa lắc gắt lắc gắt các bạn. Mưa không lớn không? Đứng gió. Mưa cũng may mắn. Rồi ăn chuối luộc và chấm đường. Đây xin mời các bạn dùng chuối luôn nha. Dắt này ăn chuối đi tối mình ăn cái lóc nước. Mong là có dính. Chua luộc chấm với đường nha các bạn. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Chưa ăn cơm no rồi, nhưng mà bây giờ tới chuối làm xiên xương dài trái cái đi này. Tối kiếm, mồi ha. Nguyên cái chảo chuột thì nước dừa còn luôn các bạn ơi. Đó tối mình đục cơm mình ăn ha. Chảo đó mà tối nhậu cái nữa hầm nóng nóng lên nhậu cái là tới hơn chùa cá nữa. Nó bùi bùi không ơi.
mới già. Chuối già các bạn, già cái mình lột vỏ mình lột ăn ngon quá. Mà cái này thấy cũng no rồi nè. Ăn vô miếng thấy nó bùi bùi thơm ngon. Im chứ không? Quá im luôn á. Nói lần trước mình luộc nó chát mà lần này nó luộc không miếng chát luôn nha. Tại cái quầy này nó già nè, miếng chín nè. Miếng chín rồi mình luộc nó mềm cái nữa. Mấy lần trước tôi luộc tôi ăn nó chát ngầm. Chứ coi mấy chú kia chưa già. Chứ này ngon, ăn hồi chắc hết. Hết nãy luôn á. Buổi chiều ở giữa ruộng mưa lâm râm cái nữa dòm thấy thảm sầu quá bạn. Chút xíu nữa mà sụp tối cái nè, rồi nhái ếch ảnh nương nó kêu một cái nghe nghe cái là thấy muốn chạy về nhà liền hả, não nề. Chứ đâu tối chút nữa mà lâm râm này tối chút nữa ba cái bò tọt nó kêu nghe mà sức nghe. Rồi, giờ này cũng bảy mấy nha các bạn. Mấy anh em chuẩn bị đi thăm câu. Quất sạch cái nồi chuối luôn rồi. Nguyên nãy chuối mà hai anh em lục ăn chấm đường ngon miệng quá, quất hết nãy chuối luôn. Giờ mình xuống vỏ, mình bơi qua bên bờ bển nha các bạn. Bờ bển hai anh em đi thăm câu. Thăm câu rồi sẵn kiếm nhái mình móc lại luôn nha các bạn. Còn ngày mai nữa. Rồi, hai anh em qua tới bên sông nha các bạn. Giờ mình đi ra mình thăm câu. Nhái nãy đi bắt được mấy con rồi hả? Con mồi. Đầu tiên con mồi. Nước lớn nha các bạn. Nhái chết hả? Nhái nước ngập quá ha. Trời chuyển mưa bù hông quá mà. Phương vừa quay vừa cầm đèn không có tay phủi nó chui vô. Lỗ mũi lỗ tai khó chịu quá. Trời bù hông. Lúc hả? Đi cá bự luôn kìa. Kìa, cá bá luôn. Kìa, cái đầu kìa. Bá luôn. Lúc nha các bạn. Trời ơi, quậy văng nước tùm lum hết trơn, lú cái đầu lên luôn các bạn. Lú đầu lên kìa. Đó. Con này cũng trọng như đen. Có cá nướng rồi. Nấu cần trước đây đen nè. Nấu cần lết nó lên nha. Chín cái đầu. Đó. Thẳng 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 lên. Dở đọt cái dở đọt. Ừ, về nó quên. Cũng mà con nó đựng đất. Không được, không được. Bên đây luôn đi. Được, có cả nữ. Được nghe bạn. Con này hơi ốm ha. Cũng 200 gram rồi. 200 có. Con này hơi ốm nè, thật nó mập nè, ngon luôn á. Đó mà. Vô. Vô thử. Đầu tiên. Có cá vàng thùng nha. Đó thiệt. Này thấy bộ êm hơn câu ếch rồi. Này dính con hai con là thế, hai con ba con là thế là dư mồi rồi. Rồi đây nữa nè. Ô con ếch. Con ếch trà bá lửa. Đó. Ô ếch khủng luôn các bạn ơi. Để dữ rồi. Ôi ơi, con ếch dầm thấy mê không? Ôi ơi. Cũng lông luôn á. Ôi ơi. Đàn em của Lý Thông nè.
Bá lửa hôm qua mình cắm câu ếch bằng ní ní không? Ní không? Giả lửa xuống giờ luôn rồi. Xuống giờ. Sơn. Chỗ rồi. Chỗ ai muốn giờ luôn. Sợ lại không ra. Yên. Đâu. Cái mồi ai? Ngon lành. Con mồi hả? Dính rồi mình máng gì đó vậy ta? Sảy gì vậy? Hai em này thấy này có cá nướng này nha các bạn. Nướng được rồi đó. Không làm ta. Dạ. Thành quá, mới có khúc mà thấy ngon rồi. Nè mấy anh em cắm chừng ba mấy cần nha các bạn. Tại khúc này có khúc lục bình nè. Mà chưa chấm quá, không cắm. Ê, càng này nhúc nhích. Cái đọt càng nhúc nhích. Trời ơi, trời Lý Thông nữa rồi đen ơi. Chà bá lửa luôn đen ơi. Kìa. Không thua con nãy luôn đen ơi. Ừ, bành kia luôn kìa. Ôi ơi. Vậy mà hôm qua mình cắm câu ếch, mình cắm bên kia. Phải cắm bên đây phản rồi. Ôi, con nào con nấy kìa. Ui con nào nấy già luôn. Như trâu của trận. Lúc cần lúc cần. Ôi con kìa, bàm tay. Con nấy kìa, hết biết rồi. Hai con hết này không là đủ xây rồi chứ đừng nói cá. Vô cắm câu ếch mình phải được cái này là ngon biết bao nhiêu nữa chàng. Vậy đó, hôm qua cắm câu ếch là không có con nào bự hết trơn. Ní ní không, có 5 con ếch. Đâu. Cắm câu cá lóc thì nãy giờ 2 con chà bá. 2 con bằng 5 con hôm qua ha. Bự hơn. 5 con hôm qua. Bự hơn quá luôn. Có cảm giác nha, có cảm giác lại nha. Đây, thằng này còn nhái. Có hai người ta đi xịt cái gì ta? Mấy người, mấy cái đèn ở trên đó là người ta xịt luôn nha các bạn. Chú Phụ ơi, nữa nè. Đúng nữa hả? Nữa nè. Nữa. Rồi. Rồi, lóc luôn. Cái này em bé hả? Nhỏ hơn cá nãy nha các bạn. Mình có dính là ngon rồi, có dính là mừng rồi. Có cá nướng là được rồi. Cá nướng là được rồi. Cá lóc non.
cá non cá không được vậy. Trăm gian ngoài gian kệ đi cỡ có dãy cá trứng cá trứng đó là ngon rồi, đừng dí ếch vậy kìa. Rồi ba lóc hai ếch rồi ha, sướng. Ở đây dân ta xịt lương nhiều lắm các bạn, ít ai kêu xịt cá lắm. Còn câu này sao nhảy đâu vô trong này ta. Ừ chắc nhái nhảy lên quá chết luôn hả. Nhái chết cái đó táp sảy thì dân nhái lên. Cần lúc nhích, cần lúc nhích. Ô cá chê, cá chê. Thấy em vui tưởng đâu có lưỡi tốt chứ. Ôi dạ. Ôi cá chê cá. Báo nữa. Em có lóc cá chê. Bởi vì nước lớn lúc à. Nước luôn ở cực kỳ. Để nó nước luôn chứ. Hát thẳng nó chê. À. Cá nó chê. Có thành quả nha các bạn. Tới rồi anh em hôm nay là thấy em rồi đó. Còn mấy cần nữa. Còn mấy cần nữa không biết. Rồi, cần nhúc nhích. Không phải, để con nhái nó nhảy vô đây. Có ếch, có ếch, có ếch. Ếch nữa hả? Ừ. Tưởng đâu con nhái nó nhảy lên bờ vậy. Bự kìa. Ừ. Ba ếch, ba lóc, một chê ha. Ba ếch, ba lóc, một chê. Quá phê luôn rồi. Ôi, chả bá luôn rồi chứ bọn nhỏ không. Còn hai cần nữa hết rồi, hết châu rồi. Hết mé này, tụi bá không. Còn như hai cần nữa hả? Nhái hay là con ếch nữa ta, nghĩ chắc con ếch luôn. Nhái hả? Còn nhái còn rồi, cần cuối rồi bạn ơi. Cá nó luôn à. Trời bù hông nè. Bạn coi cái đèn bù hông nè. Bây giờ hai anh em lội về nha các bạn. Có mồi rồi. Có mồi đó. Thành quả được ba con cá lóc, con cá chê với ba con ếch nha các bạn. Buổi tối của mấy anh em vậy là quá ok rồi. Đỉnh luôn, đỉnh hôm qua. Mong là sáng kiếm 4-5 con nữa ha. Này nhạt quá nhạt ha. Cái này nhạt quá, hát quá hát các bạn. Đừng nói quay về dính nha. Rồi lụm. Lụm không? Lụm. Lụm. Rồi vô vô. Vô. Cái gì giống cái chê vậy? Cái gì? Ủa, cái gì? Lâm. Rồi, chắc cái chê quá. Chê rồi. Chê à? Rồi, lúc gâu rồi quên.
kiếm lưỡi luôn rồi. Chê xà bá luôn. Ôi. Chê. Chị lai hả? Lết nó lên đi. Kiến cắn quá. Né bên này, đang bên đó là kiến lửa. Trời ơi. Nè. Mới thay mồi qua lại cho mấy anh em xong câu xong đi về tới đây dính rồi. Nè dữ ta. Nửa ký lô luôn. Thằng khủng. Đó lửa luôn. Hết tiếc con cá. Sướng nha. Sáng gì là có tương lai nha. Ấm. Sáng có tương lai nha. Nặng thùng luôn. Giờ dài giờ đắng ra chừng phản nữa nha. Để còn vớt thêm em chơi nữa nha các bạn. Vớt em chơi like chừng nửa ký lô rồi. Đợi 7 con lẻ cho nó chẳng. Rồi mấy anh em về tới nhà nha các bạn. Về tới chòi à, không tới nhà. Mình nè cá chê chờ bá lửa luôn, về còn vớt cá chê khủng. Em còn chê trắng, còn chê lai bàn cá lóc, bàn cá lóc, bàn ếch. Về hai anh em nướng bàn cá lóc được rồi ha. Ừ, bàn cá lóc ngon rồi. Nướng bàn cá lóc hai anh em xử được rồi ha. Hết thì cũng mới ăn hôm qua rồi. Ăn biết hết không. Bàn cá lóc mồi xương xương nha các bạn. Còn chờ hai anh chê với ba anh ốc. Ba anh ốc. Hai cái chê và con ốc. Mình còn chảo chuột khìa nước dừa nữa mà. Nói như thế này hai con với cái chảo đó nữa là mệt luôn á. Xử ba con đó đi. Hai anh em chê được rồi. Sáng rồi nha. Hết đống này là cá chín nha các bạn. Rồi xong. Đã tươi. Nướng ba em nướng đậu là thu gom được phải không? Dàn hết luôn á. Một em, một em lên xe qua. Từ từ tới thêm em thứ hai. Hai em, hai em. Cá lóc nướng lá dừa. Nghĩ nướng gom. Gom đầu nướng người ta đốt đồng hết rồi. Chuẩn bị bơm, xả luôn. Bơm xả rồi. Bên đây lúa mà mới lên nè. Đâu ra rơm ở nhà dự trữ mới có. Rồi xong, ba em. Rồi xong hết rồi bạn ơi. Ba mũi hơi bị mũi à, đứng gió à. Đây chảo chuột khìa nước dừa thì chưa mấy anh em ăn còn dư à, mới xào sơ lại nha các bạn. Bắt nóng lên nồi cơm. Hôm nay anh em có mồi cá lóc nướng nha các bạn. Ba em lóc
với cái bắp chuối nặng chanh chấm với muối ớt chanh. Rồi, cá xe. Rồi bên. Okay. Ngủi ta. Ngủi. Gió lên nãy mới có gió ngon, giờ đứng gió lại nữa. Đây. À, giờ cũng lấy lại cái hôm qua cũng tá túc con đêm rồi, bây giờ tá túc thêm đêm nữa. Bây giờ hai anh em tá túc đêm nay nữa. Hai chuyến trải nghiệm được suôn sẻ thành công. Rồi vô. Dạ, dạ. Đây, xin mời các bạn luôn nha. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Buổi tối anh em thăm câu về được mấy cá lóc, mấy cá chê với mấy con ếch nữa rồi. Anh em nướng ba con cá lóc, làm xương xương vài ly rồi ăn cơm nữa các bạn. Món chuột hiện vừa chưa tới giờ hấp dẫn quá, chưa ăn no no điểm nổi luôn. Rồi xin mời các bạn ơi nha, cái lóc nướng lá dừa. Đây, Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Những cá lóc nướng ăn với bắp chuối. Đã, chuối nặng chanh vô ăn đi. Cái nào cũng chua, chừng mua ớt cũng chua mà nè, bắp chuối cũng chua. Qua này nó răng ê ê hoài. Ăn cái này đặt chua vô cái này ê nữa. Giúp vô cái nữa cho nó hết đây à. Dạ. Mỗi con cái nó còn ê. Rồi, vô bạn ơi. Cá nữa nè. Hả? À. Con cá hết à. Cái cá gì ta? Cá nhỏ. Hay là tại người đâm cay. Cá này cay quá. Mấy ớt bự thì đâu có đâm đâu. Mấy ớt bự thì đâu có đâm. Phải ăn chuối nó mềm, nó không đau giờ, ăn gì nó đau. Làm đỡ miếng chuột khìa thôi. Nó cài rất là đồng, nó cà. Mới hầm nóng lại nè. Ở đây làm tập hành quá. Đưa quay cái lúa dặm. Bởi vì người ta nói có cái câu mà cài ngày cài đêm đó các bạn. Mấy cài giờ này ra cài luôn. Tranh thủ à, cả ngày không kịp phải tranh thủ cả đêm nữa không. Sới trục quá. Dạ. Dạ, nó gọt xuống á. Đúng nào là. Chúng chí như cha mình là cha thứ hai đỡ đỡ đau, quốc lần thứ ba hết đau luôn. Đâu vậy? Xin mời các bạn đó nha. Cá lóc nướng đang đau không dám nhai xương chuột à.
Đấy. Dám cắm mạnh thì cao quá. Đúng em tình thế qua cậu luôn. Làm mà sợ làm không kịp luôn á. Ruộng là vừa cắt xong cái là đốt đồng liền. Đốt đồng cái bơm nước vô cái dịch lên ăn mấy ngày cái là đưa máy xới ra xới liền. Tới chục xong cái giờ trang là khoảng hai bữa nữa, hai ba bữa nữa xả rồi. Nói chung mùa sau là mùa nước nha các bạn. Tranh thủ làm mùa này, vụ này người ta tranh thủ người ta làm sớm tí xíu để khi lũ về đó thì người ta lúc đó người ta thu hoạch rồi. Còn người xả sau thì phải đắp bờ, tốn đắp bờ bơm nước tốn tiền nhiều các bạn. Tranh thủ làm ăn màu hoài vô cái nữa vô vô để xin lại các bạn vô bạn ơi sắp sửa cũng sắp sửa tới mùa nước nha các bạn, vài tháng nữa tháng 9 đâu vô hoài tái à. Mình nha các bạn. Tây thì bước tháng 10 nước về rồi. Rồi mấy anh em bây giờ cũng làm sương sương rồi ăn cơm rồi nha các bạn. Chung là no say rồi đó. Nó uống nước xong rồi nó dốc tí xíu rồi chắc vô ngủ nha các bạn. Giờ này cũng giờ 11 giờ rồi. Mấy anh em ngủ sớm này sáng còn đi thăm câu sớm các bạn ơi. Sáng mai mong là dính được bằng hồi tối là được rồi ha. Bằng tối nay là ok rồi. Tối nay mình được 3 con cá lóc, 3 con ếch với 2 con cá trê nha các bạn. Có một con, một con bụn về dính nha các bạn. Rồi bây giờ sáng hay tối nè. Rồi Phương thì cũng dựng liều lên rồi hết rồi. Rồi liều đó thì tôi ngủ trong liều, đang tiếp tục ngủ võng. Chắc giờ này hai anh em chuẩn bị vô ngủ luôn. Video đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Phương xin kết thúc cái phần 4 ở đây của chuyến trải nghiệm 48 giờ ở giữa ruộng của hai anh em. Rồi mai mấy anh em thức đi cuốn câu các bạn. Cuốn câu Phương sẽ quay, Phương sẽ làm cái phần 5 gửi đến cô chú anh chị và bạn sau. Giờ Phương xin kết thúc cái phần 4 ở đây. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Phương cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn ngủ ngon. Mong là đêm nay không mưa.